Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh mình. Hôm nay chúng ta khởi đầu game LS20. Ok. Rồi, chúng ta bắt đầu chuột nào. Rồi, là xe nào. Rồi, chúng ta đang chút, chụp một chút đi. Bằng tốc à. Thì chưa có gì đâu hỏi chấm đấy. Ok. Rồi, tiếp tục thu hoạch nha. Bạn thì vào đây, chúng ta có thể vào màn hình thứ nhất để được nhìn cho nó gần. Rồi, tiếp tục mình cua nhé. Chúng ta cua lại nào. Ok. Tiếp tục đến đoạn này chúng ta tiếp tục cua nào. Cái đồng này khá là rộng nên chắc phải là mỏng với các bạn. Ok, mình tiếp tục cua. Chúng ta đang thu hoạch khá nhiều mà. Gần đủ chỉ tiêu chúng ta rồi, đây chỉ tiêu rồi. Ok, tiếp tục. Chúng ta đang gần cua nào.
Ok. Thôi sang phụ dụng tiếp theo qua. Chỗ này chúng ta quan tâm xong qua. Ok, mình sang xe tiếp theo ạ. Rồi, tiếp tục. Ok, chiếc xe cao đất. Chúng ta sẽ chuyển sang các màn hình khác nhau để làm việc. Ok. Ok, cố lên nào. Ta sắp hoàn thành cái thử dụng này rồi. Ok, tiếp tục nào. Thực sự chúng ta đã đẩy nó gần xong rồi. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ quay đầu.
Ok. Ok. Đó, chúng ta làm nhiệm vụ rồi. Ok. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang game sang Excavator. Nào. Đây, bắt đầu nào. Nhiệm vụ 1. Ok, chúng ta cũng chuyển xe này đến đây nào. Để nó hoàn thành cái video của cô. Ok. Rồi, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Ok. Tiếp theo mình sẽ đến với game Excavator. Đây bên trong hôm nay chúng ta sẽ thử chơi các game này thôi, bởi vì mình mới tải thôi để xem nó sẽ như thế nào thôi bạn. Ok, bắt đầu nào. Ok, bắt đầu.
Ok. Well, chúng ta hoàn thành. Tiếp tục là bài tập để lưng lên lưng xuống cái này nào. Ok. Đây là bài tập luyện cho cân cầu. Sau khi chúng ta bắt đầu luyện thôi. Ok, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục là chuyển sang game tiếp theo, mình đi Inter. Ok, nhận 5 đồng nào. Rồi trước tiên là chặn ngay nào. Ok, một cái lưng cấp mắc rồi. Ok, lần mắc level rồi nào. Ok, chân hai cả thiên. Tiếp tục chúng ta có một bàn máy bay rồi.
theo chúng ta sẽ đến với game ép tua, đào tua. Ok, bắt đầu đào nào. Ok, chúng ta có 10 giây đáp lên. Rồi, chúng ta sẽ hoàn thành thôi, 43/45 rồi. Tiếp tục là 45/45. Ok. Rồi, chúng ta mở cái giờ nhé. Ok, đây là update đi. Chúng ta sẽ chuyển sang tựa game selection. Ok, level 1 nào. Ok, quay xe nào. Chỉnh cái này cao đi. Ok. No. Ok, vậy thì video mình ngoài đây kết thúc rồi. Xin chào các bạn, tất cả mọi người về sau. Các bạn có thông báo thì kêu bot.